Em à, mọi người ơi, xin lái xe chim giúp em. Mọi người ơi, xe chim, mọi người ơi, xe chim đi mọi người ơi, Chị Trần Thanh, Thanh 9.000, Thanh Lê Hân, ok. Nguyễn Đức Anh rồi nè, chào, giảm chẹp vợ anh đẹp gái mà hả? Thiệt không? Ai mà sáng sớm mà ní na ní nừng gì? Tấn Chất, chào Tấn Chất, ngày hôm nay tấm trắng cái gì nha, ai mà cầm tấm trắng thì liên hệ với em trong tại live stream này. Cài quá tóc bạc hết rồi hả? Dạ mới nhộm cái gì, mới nhộm chiều em đi quay gala Nhật Việt, em đóng vai ông già cái gì. Đó, tóc phải bạc bạc nó này nọ những gì nha. Đái Đại Lộc ơi, chào Lâm trai, cảm ơn vậy. Ôi đồ của lòng em, chào em Trang Hy đồ nè. Rồi nhanh ta lệ chân với mọi người nha, sẽ live stream cho Lâm đi mọi người ơi. Nhạc Ruto đi mọi người ơi. Quỳnh nè, Quỳnh kế bên nè. Hôm nay bán vàng, ngày hôm nay bán tấm trắng a nhạc. Tăng 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 vô. Vô. Số gì ra con số gì ra nó có máu giống em hôn quý vị ơi. Nhạc lên là nhảy liền, vừa khóc vừa nhảy luôn đó quý vị ơi. Con em đó quý vị, ta nói gia đình em, ta nói ai cũng có máu nghệ thuật. Mọi người ơi. Rồi tăng nhẹ. Rồi, hai cái được rồi. Rồi vô nhà vô cửa chị Ve nè. Đắp đẹp không có gì, em mới làm. Sao không ai khen em vậy? Sao không ai để ý tới em không vậy? Em làm tóc đẹp quá vậy. Giờ bán nhau gì nha, giờ bán đồ như gì nha. Ngày hôm nay em bán tấm sản phẩm đừng con. Em bán sản phẩm tấm trắng AA Skin như gì nha, AA Skin. Dạ, thì dòng sản phẩm siêu trắng luôn mấy chị ơi. Thì cái dòng sản phẩm này quý vị biết không, là tắm một lần và dòng sản phẩm tắm hàng ngày nữa. Chúc Lê Dương Bảo Lâm vui vẻ, cảm ơn chị. Anh chị em nào mua cứ để số điện thoại dùm chị em như gì nha. Nhanh tay lệ chân, ok đăng trung lộ kệ, đăng trung lộ kệ. Lộ số kiếm đao, chào kiếm đao nè, phải không em ơi? Tướng bé cưng hả? Dạ cảm ơn chị. Liên Pham, chào chị yêu của em. Dạ, dạ, ngày hôm nay mọi người nào chị em nào muốn trắng là nhanh tay đặt hàng nha cả nhà ơi. Sản phẩm siêu trắng nha mấy chị nha, với giá 490.000 đồng. Trời tấm này trên mới rồi. Đây cái chai nó như thế này như gì nha, tấm trắng AA Skin như gì nha, khen được rồi, tham quá hả? Cảm ơn vậy. Nghĩ bắt đầu 2 đồ, cảm ơn Trang Kỳ rất nhiều. Cảm ơn Trang Kỳ nha. Ủa Dương Lâm kệ tôi đi. Nhanh tay chân ủng hộ như vậy nha, chai là 490.000. Phải không? 490.000 thì cái này là nó có mấy nhiều loại như gì nha. Ví dụ là tắm một lần cũng có, tắm hàng ngày cũng có, cũng như là body ban đêm cũng có, body ban ngày cũng có luôn. Mỗi lần chương trình là cờ đậm chuột ha. Cảm ơn em nhé, ủng hộ dùm Dinh Lâm nha em nha. Nhanh tay lẹ chân đi mọi người ơi. Hết bạn trắng mấy chị ơi, sản phẩm 490.000 cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại dùm em chị nha. Rất là đẹp như vậy nha, cực kỳ trắng, da mình sẽ trắng lên và nó sẽ đen như thế này như vậy nha. Đây là sữa tắm trắng AI Skin như vậy nha. Đây mình xức lên làn da chúng ta để trong 15-20 phút thì lập tức da mình sẽ bật tông và trắng sáng cực kỳ như vậy nha. Và cái chất trong đây là cái chất than như vậy nha, than tre cũng như là than hoạt tính làm trắng da, sáng da, mịn màng da và cực kỳ ok. Anh chị em nào đen quá thì sử dụng dùm cho em, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Đi đâu mà dội mà dèm dắt phải đá mà hoàng phải dây, mình xích lên cái mình tha gì nè quý vị, mình tha nè quý vị. Ví dụ quay ngược thời gian trở về tuổi thơ rồi đó quý vị, mình mà tắm sình tắm bùn rồi đó, mình ra bắt cá bắt cua rồi đó, thì tay mà thò cái hang cua nó đen vậy, thì ngày hôm nay tắm trắng y chang vậy luôn. Dạ cả nhà ơi, với giá 490.000 cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để sở hữu ngay một sữa tắm rất là trắng nha mấy chị nha. Dạ rất là đảo vậy, tắm một lần là trắng liền, tắm một lần là bạc tông cực kỳ như vậy nha. Anh chị em là mua thì ủng hộ dùm cho em, người trai cho em về sớm như vậy. Dạ nhanh to lẹ chân đi màu ngư ơ, xin lấy tay chìm giùm em màu ngư ơ, xin lấy tay chìm giúp em. Rồi mình xức lên giùm cho em, mình để 15 phút là trắng, trắng đà, trắng nọn, trắng nà, trắng ngọc ngà, trắng như Ngọc Trinh, trắng nọn, trắng nà, trắng ngọc ngà, trắng như Ngọc Trinh chứ không phải trắng đơn giản nha. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại dùm em, ngày hôm nay trên live của là sẽ được free ship nha mấy chị nha. Đây là sản phẩm tắm trắng siêu hot luôn nha mấy chị ơi, chỉ cần để khoảng 15 đến 20 phút lập trắng, là trắng nha mấy chị nha. Quá trời trắng nó gì, xài là mê liền. Dạ này mình xài mặt được nha gì nha, gia đình em mà chuyên ra xài mặt cái này mà da mặt cực kỳ trắng, cực kỳ mịn màng nhau gì nha. Ví dụ nhiều khi mình đánh kem phấn cái gì rửa ra hả? Ok rửa ra quay đây, anh quay về đây em cho gì coi trắng lắm mấy chị ơi. 490.000 một chai thôi nha cả nhà ơi, rất là trắng nha mấy chị nha. Ủ khoảng 15 đến 20 phút nha cả nhà ơi. Đây mình kéo ra nhau gì nha, siêu trắng luôn, siêu trắng luôn. Da mình sẽ trắng nõn, trắng nà, trắng ngọc ngà, trắng không tì vết như gì nhau, gì thấy không? Là làn da sẽ bật tông cực kỳ quý vị, bật tông liền nha quý vị nha. Mình để chừng 5-10 phút thôi lập tức sẽ bật tông rất là ok, rất hiệu quả luôn. Anh chị em nào chưa xài dòng sản phẩm này nhanh tay lẹ chân sở hữu như vậy nha. Còn anh chị em nào đang xài rồi thì nhớ ủng hộ thêm như vậy nha. Nhanh tay lẹ chân đi màu ngừ. Chủ yếu là mấy cái chỗ này nè mấy chị sức gì dày lên xíu nha. Quỳnh thấy hai khúc khác nhau luôn Quỳnh. Cái khu chỏ nè nó rất là đen luôn, mình phải sức dày hơn xíu nha mấy chị. Ôi ơi trắng lắm, một cái sản phẩm siêu hot 490.000 nha mấy chị nha. Đây. Đúng chưa? Nó sẽ không bật tông nhiều quý vị nha, gì thấy không? Trời, hai khúc tay là khác liền quý vị. Nó rất là ok luôn. Rồi Quỳnh quay cho anh coi. Dạ cả nhóm mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Trắng lắm mấy chị ơi. Khi mà mình sức lên mình ủ giùm em 15 đến 20 phút nha cả nhà. Đúng rồi mấy chị ơi, 490.000 ngày mai cả nhà mình mua trên live của anh Lâm sẽ được free ship nha cả nhà ơi. Dính quần em à. Free ship hết mọi người ơi, free ship mọi người. Một combo bên đây là có sản phẩm kem body ban ngày và kem body ban đêm luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà mình mua để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Chỉ cần để lại số điện thoại giùm em mới đặt hàng nha. 490.000 một chai, cả nhà mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha mấy chị ơi. Rồi đây bật tông rõ rệt luôn mấy chị nha, rất là trắng luôn. Những chị phụ nữ nào mà đang xem mình nên sử dụng giùm em. Nhưng mà sản phẩm này là mình sử dụng cho mặt được cung nha mấy chị nha. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Đó, thấy rõ. Đó, trắng bật tông rõ rệt và rất là mịn màng làn da của mình luôn nha mấy chị nha, không hề trắng ảo mà khi mà mình tắm cũng không hề bị khó chịu, ngứa ngáy hay là vàng lông gì đâu mấy chị ơi. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại với giá 490.000 một chai, mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha cả nhà. Để lại số điện thoại giùm em mới đặt hàng. Ôi trắng không mấy chị ơi, trắng lắm mấy chị nha. Nhân 490.000 một chai mình sử dụng được 2 tháng mấy chị ơi, nhanh tay đặt hàng nha mấy chị nha, đặt quá trời luôn mấy chị ơi. Đặt hàng để lại số điện thoại giùm em đi mấy chị ơi. Quỷ làm gì đơ luôn kìa. Đặt hàng nữa ta bạn. Đặt quá trời luôn rồi, đúng rồi mấy chị ơi, Tết nhất cái nơi rồi mình sử dụng đúng 15 đến 20 phút là da mình trắng cực trắng nha mấy chị nha. Đây, hai tay bật tông rõ rệt nè mấy chị. Trắng chưa nhưng mà trắng mịn nha mấy chị nha, không hề bị trắng ảo nha mấy chị ơi. Qua đây. Là với giá 1.470.000 nha cả nhà ơi. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em. Nhưng mà đặc biệt ngày mai là ưu đãi trên live của anh Lâm. Mọi người mua một bộ thì sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 mà free ship cho cả nhà mình luôn nha. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em. Đây, trắng chưa mấy chị ơi, trắng lắm. Bữa hôm nó hơi đen, bữa hôm qua mới tắm nè, đó. Đó, trắng chưa? Làm gì không? Nên là em vì em trắng rồi nó không bật tông nhiều vì em sợ không bật tông. Ok anh chị em nào mua cái để số điện thoại dùm cho em nha chị nha. Anh chị em nào mua để số điện thoại cho Lâm nha chị nha, xài rất là hiệu quả vì là an toàn cái làn da của mình. Nhanh tay lẹ chân cho mấy anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nhanh tay lẹ chân anh chị ơi, để số điện thoại cho em nha anh chị nha. Dạ bây giờ những chị nào muốn tư vấn những cái sản phẩm này, đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị ơi, có giấy công nhận của Bộ Y tế rồi cho nên cả nhà mình an tâm nha. Đây là sản phẩm 490.000 một chai, mình sử dụng được khoảng 2 tháng. Đây là sản phẩm tắm trắng. Bên đây là có dòng kem body ban đêm và kem body ban ngày. Ban đêm là cái tinh chất là dưỡng trắng da, những chị nào đang cho con bú là mình sử dụng được luôn cả nhà. Khi mà gặp nước là nó sẽ không bị trôi nha mấy chị nha. Đặc biệt là kem dưỡng body ban ngày là nó có tinh chất là chống nắng cho cả nhà mình luôn. Cho nên cả nhà mình an tâm nha mấy chị ơi. Chỉ cần sức là trắng, cái tống là trắng nha mấy chị nha, không hề bị trắng ảo nha mấy chị nha. Dạ nhanh tay lẹ chân như mấy chị nha, xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Da ai mà đen là tắm là bật tông gì thấy không? Em để gần cho chị coi. Da là nó sẽ không có bật tông dữ gì hết nhưng mà nó rất là nõn nà, cũng như làm điều da của mình. 490.000 một chai như thế này mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha, một tuần sử dụng giúp em 2-3 lần nha cả nhà. Anh ơi tóc đẹp quá chị cho em giùm ạ. Những cái miếng mái tóc này hợp với những cái gương mặt mà đẹp thôi nha. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Trắng lắm mấy chị ơi, cứ xài là trắng nha mấy chị nha. Đặc biệt ở bên đây là sử dụng rất là thích luôn, 15 đến 20 phút là bật tông rõ rệt nha. Dạ em nói gì là xài là sức con mẹ sắc nhau gì nha, sức con mẹ sắc luôn. Có kiểm định gì không anh? Dạ mọi người yên tâm giùm cho em. Đây là sản phẩm tất cả các nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc 100%. Và khi nếu mà mọi người muốn thì bên đây sẽ gửi giấy gì cho mọi người. Ở đây cái công ty cực kỳ lớn cho mọi người xài thử luôn, có địa chỉ chi nhánh đàng hoàng. Mấy chị ơi, một bộ là với giá 1.470.000. Cả nhà mình mua một bộ là gồm có một chai tắm trắng và một chai sữa tắm trắng hàng ngày kèm theo 2 hũ kem body ban đêm và ban ngày nha mấy chị nha. Rồi anh 1.470.000 được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 luôn nha. Chị Dung Lê của em một tuần chị quất 3 lần dùm cho em. Nếu như da chị mà trắng như em là một tuần chị quất 2 lần thôi. Nếu như mà chị tham chị quất 3 lần dùm cho em, 4 lần con sao trơn trọi kim trúc. Em cảm ơn chị. Chị xài là cực kỳ hiệu quả, cực kỳ an toàn luôn nha. Chị yêu của em, chị yêu của em, bầu sử dụng được không? Dạ quý vị nhớ là bây giờ giả mạo giống như da những cái con sản phẩm A cosmetics nè nha. Những cái con tao không nói đại cài mà tao nói cái con nha, rất là dơ nha. Bây giờ em bán tấm trắng thành cái con mà ta nó chi nhánh, cái giống gì nó vô nó bán hàng giả người ta. Nghĩ sao sản phẩm ta 500 ngàn mà nó đưa cái chai A cosmetics vô, mày chịu nổi không? Gì dạ, con? Sao con? Bộ, sao con? Một bộ là gồm có 4 chai nha mấy chị nha. Một cái em có là một chai tắm trắng và một chai sữa tắm trắng hàng ngày kèm theo 2 hũ kem body, 2 chai kem body nha mấy chị ơi. Và tặng cho cả nhà mình một chai tẩy tế bào chết trị giá 490 ngàn. Một bộ là 1.470 ngàn. Tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490 ngàn nha mấy chị nha. Free ship toàn quốc luôn. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại dùm em luôn nha cả nhà ơi. Má ơi xây nhà xong rồi, má ơi xây nhà xong rồi, tụi con chờ ngày đẹp, ngày lành tháng tốt là con tao xài vô liền nha má nha. Phải không? Đang chờ ngày đúng không? Đang chờ ngày má. Thầy bói nói là hạ ngày tốt một cái mà hai chồng bay chui vô ở không có, tao nói là tao phất Phật luôn. Phất cái Phật luôn quý vị. Ghê không? Ghê không? Phất rồi chứ không có Phật. Dạ đây là một cái chai kem body nha mấy chị nha. Kem body ban ngày và kem body ban đêm rồi. Của bên ngoài nó giống nhau nha mấy chị nha, nhưng mà tinh chất kem mà nó khác nhau. Bởi hả? Bởi gì vậy? Trời được cái hộp má hồng của tôi, cái hộp ống má hồng Hàn Quốc của tôi. Chó ghê. Mẹ mày. Thôi là em. Mày biết cái hộp này mấy bao nhiêu tiền không Nhi? Đây với mẹ con, lại đây với mẹ, ba la con hả? Lại đây với mẹ. Ôi đừng có khóc, đi lại đây với mẹ. Đây coi coi, coi. Lãng lãng mới đi ra kìa. Đi lại đây với mẹ con. Em nói chuyện hộp má hồng chưa xài mà nó nở lòng nào lấy cây cọ nó chọt vô, con gái con lửa phá gia chi tử. Trời ơi má hồng kim tuyến của tôi. Trời ơi hộp má hồng tôi mua mắc lắm mà. Rồi từ nay má hồng nó mà đánh đây. Dạ. Thôi bán đồ tiếp nha chị nha, bớt khóc nha chị nha. Cảm ơn vậy. À, chúc em đắc cảm ơn vậy con ngựa à. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Nhà anh còn thiếu gì không hả anh Lâm? Nhà anh còn thiếu rất là nhiều, nhà anh còn thiếu tivi nè, tủ lạnh nè, gì nữa? Một chiếc mẹt. Một chiếc mẹt nữa nè. À, cảm ơn quý vị đó nhiều. Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ than hoạt tính, trà xanh cam thảo và men đia rất là an toàn cho da bị bạc tông ngay lần sử dụng đầu tiên nha quý vị nha. Nhanh tay liệt kê anh chị em là mua để số thoại dùm cho em cái gì nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Trời ơi, bạn muốn mua tivi đến điện máy xanh. Ủa lại gì? Cái phiếu gì đâu? Chưa có nữa. Đâu vậy? Sử dụng có sai men bia luôn hả? Ê mày tới mày sức lên ngự, mày uống trong họng đâu mà sai. Và cái men bia là cái men là từ cái bia thôi chứ không phải là bia. Nó là cái men nhẹ thôi. Nó làm chúng ta tráng da, miệng da, hồng hào da, rất là chán luôn. Sử dụng là tao nó mơ liền. Và một cái chai như thế này chúng ta sử dụng được 2 tháng trời. Một cái chai mà nó bự như một cái chai nước màu, thiệt sự luôn. Lấy bao đi chịu. Dạ vì anh ra điện máy xanh đi kể đây. Nó nói nó nhà anh còn thiếu gì không? Nên mình kể thiếu nó ra điện máy xanh dài kia mà. Dạ cả nhà ơi, cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại dùm em nha. Với giá 490 ngàn một chai, mình sử dụng được 2 tháng là mình tắm tới 2 tháng lượng nha mấy chị nha. Coi như là cái sản phẩm này nó cũng không phải giá cao đâu mấy chị ơi, là vừa túi tiền nha mấy chị nha. Tư vấn cho em nhé. Ok anh chị em nào, anh chị em là mua cứ để số điện thoại cho bên em. Dạ. Mới xin có dùng được. Mới xin dùng được luôn nha chị nha. Mình tắm mình để lại sức lên dùm em là khoảng 15 đến 20 phút sau đi tắm lại dùm em nha cả nhà ơi. Dạ mình tắm rửa sạch sẽ như vậy nha. Ship hàng trên mua trên live toàn quốc luôn. Anh chị em ủng hộ dùm cho em nha chị nha. Cảm ơn. Dạ cả nhà ơi, một bộ là với giá 1.470 ngàn nha mấy chị nha. Sản phẩm ở đây là sản phẩm của Hàn Quốc, có giấy công nhận hết rồi cho nên cả nhà mình an tâm nha mấy chị nha. Ok em xài kem dưỡng dạ, mình muốn mua ủ trắng cũng được nha chị nha. Mình tắm hàng ngày dùm cho Lâm nha chị nha. Tắm hàng ngày sau đó mình sức cái kem body lên. Thì ở đây có 2 loại kem body. Một loại kem body là ban đêm, mình dưỡng ban đêm nha chị nha, chất kem sẽ mịn màng hơn. Và một loại body là dưỡng ban ngày, với chất kem nó sẽ pha với chất chống nắng trong đó, mà chống nắng 5+ nha chị nha. Dạ lau khô rồi mới tắm, lau khô rồi mới tắm giùm em nha chị Bảy nha. Cảm ơn chị, mấy chị ủng hộ giùm em nha chị nha. Dạ cả nhà ơi, 490 ngàn là một chai tắm trắng là mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Tắm rất là hiệu quả, siêu hiệu quả luôn mấy chị ơi. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc cho nên là cả nhà mình sử dụng rất an tâm và an toàn nha mấy chị nha. Lúc này phải anh ốm đúng không? Thì anh giảm cân nó cưng, anh giảm cân đó em. Ai cũng nói anh mập quá, cái anh buồn em. Anh buồn anh đi lên thân, anh đi lên thân trong gió trong mây. Dạ cả nhà ơi, tắm là trắng nha mấy chị nha, một sản phẩm rất là siêu hot luôn mấy chị ơi. Dạ đúng rồi, bên đây là tinh chất kem body, bên đây là ban ngày là có tinh chất là chống nắng cho cả nhà mình luôn nha. Sức lên là không hề lộ vân kem nha cả anh chị ơi. Tấm là trắng, người ta sản xuất tấm trắng ra, tấm không trắng sao tao bán, đúng không? Đúng không má? Ừ. Dạ mấy chị ơi, mua một bộ là với giá 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Chần chờ gì nữa, nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Đúng rồi, chần chờ nữa để lại số điện thoại giùm cho em cái gì nha. Chị em sống trong ước ao. Đúng rồi đó. Em sống trong khát khao. Lòng da trăng, lòng da nói đi Quỳnh, nói đi. Dạ bên đây là ban đêm mấy chị nha. Ban đêm là mấy chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn nhớ chị nha. Tại khi mà nó mày nhìn tao hả Nhi, mà nó khô thoáng nữa rồi đó mấy chị, là nó sẽ không hề bị chai chảy nữa nha mấy chị nha. Bị chai là bị gì? Dạ những loại kem khác mấy chị biết không? Em ra đi, em ra đi. Em đi ra đi. Anh mất dạy gái mà tư vấn gì mà dấp như là dấp gì. Tại con là mẹ giáp á. Con đang định lấy cái này cái con nại ra nữa đúng không bé Nhi? Đúng không con? Nã ra. Còn cứ phá đi, còn phá hết cuộc đời của ba cũng được. Nhà còn phá. 490.000 mấy chị ơi. Còn phá hết đi con. Đi ra chỗ khác coi tư vấn cho em coi. Nhi ơi còn phá nhà phá cửa giùm ba đi con. Nha con. Tại vì con thấy hương quá, con sao cũng chịu được hết đó. Con ơi. Ok Thùy ơi, mua một bộ để lại số điện thoại giùm em nha. Đây là tấm trắng ban đêm, ban body ban đêm. Trời ơi, cô Khả Như vô kìa. Trời ơi, cô Khả Như, chào Khả Như. Con chào cô Khả Như. Cô Khả Như, cô Khả Như ơi, cô đi Mỹ đi ơi, cô đi Pháp đi Úc, cô đi lưu diễn quá mà chứ có khi nào mà có cô mua bộ đồ con nhỏ không cô? Cô thấy cháu của cô nè, nó ăn mặc mà không tông sẹt tông, mà bộ đồ đừng nhảy con, mình đang hoang mà con đó, nó rất là khổ cô Như, thiệt sự luôn. Cô Như là cô đi nước ngoài đồ này nọ thì ít ra cô phải mua cho cháu một cái gì đó, thật sự luôn. Đây cô thấy không, đồ nó mặc rất là rẻ tiền, nó không có tiền, cha mẹ nó khổ quá mà cô chớ hề cô mua cho nhỏ bộ đồ nào luôn. Một bộ nha, cảm ơn Nhi cô đây à. Cô Khả Như hả, sao cô câm lặng rồi? Cô đi về chưa, cô về Việt Nam chưa? Tối nay là quay gala nhạc Việt mà không có cô nè, tôi không biết phải làm sao luôn nè. Chị nói chị không có tham gia, chị là nghệ sĩ nước ngoài luôn hả chị? Chị là nghệ sĩ hải ngoại Khả Như hả chị? Sao những hoạt động trong nước? Tao đi quá, tao đâu có sắm được 3-4 căn nhà như mày ở nhà lại gì. Hey! Khả Như. Cô Khả Như, sao cô không mua đồ cho cháu cô Khả Như nè? Cô thấy đồ nó không có đồ nó mặc nè cô Khả Như. Dạ cô Khả Như đi con, dạ cô Khả Như đi. Con chào cô đây, con chào cô đi. Con chào cô cái nữa đi. Bye bye cô. Con đi gió. Con bệnh mũi đi. Bye bye đi con. Con vỗ tay cô đi, cô hát hay đúng không? Vỗ tay. Đúng rồi. Dạ mấy chị ơi, đây là chai kem body ban đêm nha mấy chị nha. Sức vô là thấm thấu với làn da mình là siêu trắng mấy chị luôn. Là cái chất tấm trắng nó như thế này nha mấy chị nha. Đúng rồi, cảm ơn quý vị. Không liên quan nhưng mà miền Bắc đang chết đét vì cống 11 độ hả? Ok Phượng Vũ ơi, dán mặc áo ấm giữ cho mùa đông nha em nha. Ở bên kia bầu trời về mưa chân đang lạnh dần. Ủng hộ nha em nha. Ủng hộ giùm cho em đi mọi người ơi. Dạ một bộ là 1.470.000 nha cả nhà ơi. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Khi mà cả nhà mình mua một bộ sẽ được tặng một tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà. Nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Đây là sản phẩm tấm trắng của Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Cái này là mình xài mặt, lâu lâu là em xài mặt nha chị nha, dùng trắng cực kỳ trắng luôn chị. Dạ cả nhà ơi, đây là sản phẩm tấm trắng nha mấy chị nha. Tấm trắng, một chai tấm trắng là mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha mấy chị ơi. Cả nhà mình mua một bộ sẽ lợi hơn cho mình luôn nha mấy chị nha. Đây là chai tắm kem body ban đêm nha. Kem body ban đêm là những chị nào mà đang cho con bú là mình sử dụng được luôn mấy chị nha. Mấy chị sức giùm em, khi gặp nước sẽ không bị trâu nha mấy chị nha, mà thẩm thấu với làn da của mình nha mấy chị ơi. Làn da mình cực kỳ trắng như vậy nha. Em nói mấy anh á, mấy anh kỳ tự nhiên mấy anh chửi này chửi nhỏ nọ chi, mấy anh nói trời bây giờ thời buổi này mấy anh bớt chửi đi mấy anh, mình lo mình kiếm tiền đi, Tết nhất tới nơi rồi đừng làm cho vợ con mình khổ mấy anh. Trời đất ơi thiệt, mình mua cho vợ mình cái đầm được chưa, mình mua cho vợ mình cái son đó được chưa mấy anh nha. Anh bớt dùm cho em đi. Trời ơi, em đi diễn thôi là đó cũng đủ sống rồi mà anh, em nói thiệt luôn á. Em làm gì cũng được chứ phải bất tài vô dụng chị. Em siết được, em hát được không? Em hát không được theo gì nha. Nói có gì làm đó. Em diễn được không? Được. Em diễn hề, em diễn bi được, em siết được, em múa lửa được. Cái gì em làm được cái gì. Em bán hàng bây giờ hiện tại là trùm luôn rồi quý vị, thiệt. Đúng không mọi người? Là bây giờ là mọi người phải thương em chứ trời, tôi là nghệ sĩ đa năng mà. Cái gì tôi cũng làm được hết trơn. Trời tôi chữ lộn, chữ lào cũng được luôn, tôi làm cái gì cũng được. Ai? Dạ, Hiệp chị ơi, mấy chị mua lẻ được luôn mấy chị. Nếu như mà mình thích chai tắm trắng thì mình mua chai tắm trắng với giá 490 ngàn. Nếu như mà mình thích kem body thì mình cứ mua kem body 490 ngàn một chai. Sau khi mà mấy chị mua sử dụng cảm thấy hiệu quả rồi hãy mua một bộ dùm em nha mấy chị nha. Trắng mà mấy chị ơi, khi mà mình xích vô nó thẩm thấu lên làn da mình nó khô bình thường nha mấy chị nha, chứ không hề bị bết tích cho mấy chị. Đây là kem body ban đêm là em đã đánh rồi nha mấy chị nha, một sản phẩm siêu hot không hề lộ băng kem nha mấy chị nha. Đây trắng mà không hề lộ băng kem, nó thẩm thấu lên làn da của mình mà khi gặp nước là nó không trôi nha mấy chị nha. Quý vị ơi, tối nay em quay gala nhạc Việt tới 12 giờ đêm bên quận 4 nha chị nha. Ai mà rảnh qua chơi với em nha chị, qua chơi với em. Tối nay có like không? Không phải không? Tối nay em không like, em sẽ đi quay. Được rồi. Trời đất ơi. Rồi mình để vậy luôn hả? Mình để chừng 5-10 phút cái mình đi rửa nha quý vị nha. Để đi làm luôn. Cái gì? Để đi làm luôn. Mày để làm cái mày chở tao hiểu không? Cái công an kêu quét lại cái đi ngưng lại cái công an thấy công an bỏ chạy luôn hiểu không? Khi đồ tối nữa. Đó, mốt Việt Nam du lịch là tao sức này vô mấy má, sức vô. Mình đừng có tắm cái bụng làm gì. Tại vì sao? Cái bụng mình nó không có phe da, mình chỉ phe cái ức mình thôi. 490 ngàn nha mấy chị nha. 490 ngàn. Quỳnh anh xăm hết vậy được không Quỳnh? Ha, đừng có hùng quá đi. Chiều đi xăm mình không? Đi xăm mình không? Chiều ăn xăm nè. Để có tao cho mày xăm ké. Chắc ông Thái này nè, ông im lặng á. À, ông Thái. Ủa, giờ mấy trẻ trâu thì khoái xăm hình lắm á ơi. Thằng Đạt thì cái nó không phái mấy này chứ mấy trẻ trâu mà cỡ gì nè, phái lắm. Thằng có bồ ngựa đó, tóc vàng vàng rồi đó, đó. Tài xế em nói đi na đi nừng lắm cái gì, nó đi na đi nừng lắm. Hay đậm lên. Nghĩ sao mày mua mấy sợi dây mày kêu ổng như này, đậu em mày. Cái thằng tài xế nặng vong, chở 3 ngày mà xe đụng 4 lần. Là 5 lần hả? Nó chở em 3 ngày mà đụng xe 5 lần quý vị tin không quý vị? Trời ơi, chiếc xe nó mới tin quý vị đưa vô tay đó. Đúng 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 đúng. Tháng này nó đâu có lương đâu. Tháng này đâu có lương đâu, em trừ lương hết rồi. Mày nhìn cái gì? Trừ lương đúng rồi. Mày ứng tiền nghỉ à? Mày ứng tiền nghỉ không? Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em 490 ngàn một chai cho mấy chị nha. Nhìn màu đen như vậy mà khi mà mình tắm ra mấy chị rất là trắng nha mấy chị nha. Dạ cả nhà ơi, 490 ngàn một chai sản phẩm tắm trắng nha mấy chị nha. Cả nhà mình muốn trắng chỗ nào sức chỗ đó dùm em, để khoảng 15 đến 20 phút sau đó đi tắm lại nha mấy chị nha, là bật tông rõ rệt cho mấy chị luôn. Một bộ là với giá 1.470 ngàn, khi mua một bộ cả nhà mình sẽ được free ship và tặng kèm thêm một chai tại tế bào chết trị giá 490 ngàn nha. Nhanh tới cái này là sức body thôi, cái này là mọi người sức body dùm cho em thôi nha quý vị nha. Em tôi thuê ông rẻ lắm, tháng có mấy tỷ hả? Sao nha mày nha. Trời ơi quý vị ơi, đâu phải ai cũng được. Anh Hoài Linh có live stream không gì? Có. Anh like mì hảo hảo đó má. Nhưng mà anh like khéo quý vị hiểu không? Phía ông mở tô mì ra không? Là ai cũng live stream hết trơn hết trọi mấy má. Bởi sao? Người ta làm nghệ sĩ làm gì? Để nhờ quảng cáo. Quỳnh Lập làm phim gì? Để nhờ quảng cáo đầu tư vô lên YouTube. Còn lên truyền hình bột niêm, nước mắm, Nam Ngư, nước mắm này, nước mắm nọ, Trấn Thành, Việt Hương, cái gì xà bông gì đó. Không trắng tìm Việt Hương, người ta cũng quảng cáo. Còn tôi đi cái con đường quảng cáo livestream của tôi. À cả nhà ơi, đây là sản phẩm tắm trắng body nha mấy chị nha. Với giá 490 ngàn, đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị ơi. Nhanh ta đặt hàng để là số điện thoại giùm em. Em nói gì nha quý vị nha. Dạ, khách hàng là người nuôi sống em. Bởi sao? Em bán đồ, khách hàng mua nhiều thì những người khác, những người mà bóc em, người ta mới bóc em. Khách hàng là người nuôi em nói thiệt, khách hàng là người nuôi em. Chính vì vậy mà em nói cái gì không, mỗi khi mà ai mà vô mà anh bóc em tư vấn cho người ta xong em chụp màn hình gửi qua cho. Bởi sao? Em tư vấn không có một đồng bạc cái gì mà. Bởi sao? Bởi vì khách hàng là người nuôi sống em phải cố gắng. Còn những cái khách hàng mà mất na mất nết nha, những khách hàng mà vô duyên vô dùng, khách hàng thuộc dạng mẹ, em nói gì em cào mặt ra liền, em ghẹo chọc gì, đúng không mọi người ơi? Cặp chim mày sắp bé hả? Trời đất ơi, Sĩ Thanh, chào Sĩ Thanh nè, gái yêu nè của anh nè. Dạ cả nhà ơi, một chai tắm trắng mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha, 490 ngàn một chai thôi cả nhà ơi. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại dùm em nha mấy chị ơi. Cả nhà mình quan tâm sản phẩm tắm trắng đi mấy chị ơi, đừng quan tâm thằng tài xế của em. Đừng quan tâm thằng tài xế của em, thằng tài xế của em nó bị khùng. Chữ cho vui hả? Thôi tôi bán đồ đó. Vừa lao màn hình dùm em. Tài xế trên 595 mấy má ơi. Lao màn hình dùm anh coi. Đạt mày lấy nước cho tao rồi mày ngồi đây hút thôi mày. Dạ cả nhà mình ơi, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em đi cả nhà. Thấy anh bán nhiều loại tấm trắng mà cái nào anh cũng tha hả? Trời ơi, cái nào tốt thì anh tha chứ em thấy không? Càng ngày anh càng đẹp, càng ngày anh càng trắng. Anh đẹp không? Anh đẹp không? Đẹp. Trắng không? Trắng. Ôi, không mua là coi như phí phạm cuộc đời như gì nha. 490.000, 490.000. Để số điện thoại giùm cho em. Wow, đẹp hả? Ừ. Cả nhà mình đặt hàng 490.000 thôi nha cả nhà. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại dùm em đi cả nhà ơi. 490.000 sở hữu ngay một chai tắm trắng sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đặt hàng đi mấy chị ơi. Còn chần chờ nữa, còn chần chờ nữa. Lấy thêm một cái khăn nữa Đạt ơi. Cái kéo qua dùm anh đi Quỳnh, kéo mình đi. Dạ đúng rồi, đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Khi mà mình đề xuất vô đợi khoảng 15 đến 20 phút dùm em là siêu trắng nha mấy chị ơi. Mà nó trắng hồng nha mấy chị nha, nó trắng là trắng hồng cho mấy chị luôn, nó trắng hồng cho mấy chị luôn. Dạ. Cái gì thấy không? Trời ơi, trắng đã lắm gì. Vô mặt cái tài xế. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại dùm em nha cả nhà. 490.000 một chai nha. Một chai là mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị ơi. Cả nhà mình mua một bộ là với giá 1.470.000. Cả nhà mình mua một bộ sẽ được free ship và tặng kèm theo một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Bên đây là dòng kem body ban đêm và kem body ban ngày nha mấy chị nha. Đều là 490.000. Cả nhà mình có thể mua lẻ một chai để sử dụng thử với em cũng được luôn nha mấy chị ơi. Có bán lẻ một chai tắm trắng và một chai body luôn nha mấy chị nha. Cứ mua sản phẩm là 1.490.000. Cả nhà mình nhanh ta đặt hàng để lại số điện thoại dùm em nha. Màn hình giùm tao coi, tao tưởng cái người tao lao hoài sao nó không ra nè. Mày lao màn hình đen tao. Nó tắt á. Đứng lúc đó nó tắt đó. Đúng rồi mấy chị ơi, Bảo Hân ơi, cái này là mình sử dụng cho mọi loại da được luôn nha mấy chị nha. Nam nữ là đều sử dụng được hết nha cả nhà ơi. Ok chị Thảo Nguyễn, cả nhà mình muốn tư vấn về cái sản phẩm này nhanh tay để lại số điện thoại dùm em sẽ tư vấn cho từng chị nha. Dạ một bộ là gồm có là 2 chai kem body ban đêm và kem body ban ngày, kèm theo một chai tắm trắng hàng ngày và một chai tắm trắng mấy chị nha. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại dùm em, một bộ là gồm 4 chai và tặng kèm cho cả nhà mình một chai là tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Khi mua một bộ 1.470.000 sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Mà nó trắng lắm nha chị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả cho anh chị em mình luôn. Mà nó trắng là trắng tự nhiên, trắng hồng như gì nha, chứ không tì vết cho vậy. Anh chị em nào mua bây giờ chỉ cần để số điện thoại cho anh, lấy tao cái áo khác này. Cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại dùm em nha cả nhà ơi. 490.000 là một cái sản phẩm vừa túi tiền. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy bạn nha, mấy chị nha. Cả nhà mình muốn trắng, muốn nhanh nhất thì hãy sử dụng sản phẩm này dùm em nha cả nhà ơi. 490.000 là một sản phẩm siêu hot cho mấy chị nha. Nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại dùm em đi cả nhà ơi. 490.000 là một chai mình sử dụng được 2 tháng nha cả nhà. Đây mình đưa tờ bạn sẽ làm mặt sạch đi. Nó rửa ra chưa? Rửa rồi. Chị 490.000 một chai mấy chị ơi. Một chai là mình sử dụng 2 tháng. Mỗi lần mà 1 tuần là mình sử dụng giúp em 1 đến 2 lần nha mấy chị nha. Còn da chị nào mà trắng cực trắng rồi, cả nhà mình sử dụng 2 lần giùm em thôi. 2 lần giùm cho em quý vị là da mình trắng cực kỳ nha quý vị nha. Trắng cực kỳ cho mấy chị luôn. Bật tông rõ rệt sau 15 đến 20 phút sử dụng nha mấy chị nha. Nhanh tay đặt hàng cả nhà ơi. Mày vô đi sếp, mày vô đi sếp. Trắng rồi. Trắng rồi. Nè, siêu vô, trắng đây, vô đây. Trắng mà mịn màng nữa mấy chị nha. Thấy không? Mặt nó trắng mà tự mặt nó bị thâm nhiều quá gì, mặt thâm nhiều quá đó. Thấy không? Mày hãy sáng được không? Ui là trời à. Mày đi với tao là chắc chắn mày sẽ thành một con BD. Cự gì? Rồi nó mịn luôn á. Mày xạo tài xế. Nè. Thấy không? Thôi mày ơi trời, tôi rờ mấy con vợ mày quýnh tao. Dạ cả nhà mình nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại dùm em nha cả nhà ơi. 490.000 nha mấy chị nha. Rồi ai mua để số điện thoại cho em như gì nha. Vì em chuẩn bị em lên Sài Gòn em đi làm tiếp. Đi đâu đó. Đi đâu kệ anh đi. Điện thoại hết pin luôn rồi. Rồi nhanh tay lẹ chân cái gì nha, anh chị em nào mua để số điện thoại dùm cho em, nhanh tay lẹ chân để số điện thoại dùm cho em. Trắng dữ dội, trộn quý vị ơi, trắng lắm quý vị. Quý vị biết không, cái này em like liên tục luôn quý vị, em like liên tục quý vị, ta mua nhiều quá. Quỳnh ơi, dưỡng đây hả? Ai ạ? Dưỡng nào? Quỳnh bê á. Nè quý vị thấy không? Khi mà mình làm quý vị thấy không, nó không trắng bằng điều bằng tại này nha quý vị nha, đó là hậu quả. Chị sử dụng một chai, sử dụng được bao nhiêu lần? Dạ chai chị sử dụng được 2 tháng trời quý vị. Một tuần chị sử dụng 2 lần dùm cho em, 2-3 lần dùm cho em. 2-3 lần mà một lần mình xịt có xịt 2 xịt à mấy chị nha. Xịt 2 xịt. Xịt 1 xịt 2 xịt. 1 xịt 2 xịt 2 xịt 2 xịt 2 xịt. Ok, em Quỳnh nha. Là cái gì vậy? Xịt căn 1 hả? À đúng rồi. Ok, Mạnh Linh Bùi nha. Con này sao mày kỳ quá Quỳnh ơi. Vì đam mê giàu xanh kêu bánh đi hạnh phúc đời mình, rồi em theo cuộc chơi mà tránh ai kêu là thôi. Mày cứ thôi mới giờ mày biết luôn á chứ em. Trời ơi, tối em mơ một giấc mơ. Sản phẩm Skin hoàn toàn từ thiên nhiên tư vấn cho em, anh chị em nào mua thì để số điện thoại cho bên em, thì em sẽ tư vấn cho vị những gì nha. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Tư vấn Thanh Hằng ơi, Thanh Hằng để số điện thoại đi, nhân viên bên anh sẽ alo tư vấn cho em nè. Cuối năm có tri ân khách VIP ông Lâm. Cả nhà mình mua để lại cho gì rồi giùm em nha. Nhà em nghèo quá đi mấy chị ơi. Mọi người ơi, xin hãy xe chim giùm em. Quý vị có thắc mắc vấn đề mà làm đẹp gì alo cho em tư vấn cho vị nha, em tư vấn cho vị. Ta chia tay nhau từ đây, chấm dứt không quen nhau cho quên mau cuộc tình. Đẹp, cho nó vô lai nữa. Thế nó chưa chịu ngủ vậy ta. Mới đồ đó. Dạ cả nhà ơi, bây giờ cả nhà mình muốn trắng và muốn là đặt hàng hãy để lại số điện thoại dùm em hoặc là inbox vào Facebook Mạnh Linh Bùi dùm em nha mấy chị nha. Anh chị em nào mua một bộ thì bên đây sẽ khuyến mãi cho vị nha quý vị nha. Mà xài đã gì ngày này cũng xài làm gì em thiệt sướng lắm gì. Nè quý vị coi nè, sức như cái lotion cái gì nó không có trắng mà như trắng kem cái gì nha, cái mấy bình thường sức vô trắng là trắng kem cái gì. Còn này như cái dạng lotion cái gì. Ok Vương số điện thoại luôn. Anh chị em nào mua để số điện thoại dùm cho em cái gì nha. Thôi bây giờ thời gian đã hết rồi, em cảm ơn mọi người rất nhiều, em chúc mọi người là tôi nói một buổi trưa vui vẻ. Cảm ơn quý vị, bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt mọi người yêu của em. 490.000 à.